dài, vui buồn tôi trong thêm, ngọt cay cũng mau quen. Xe lăn nhiều chuyến, cát bụi mòn chân đen, sang giàu may mắn phút đầu, hãy nghiêng đồ ngày đôi ba câu. Nên đôi vợ chồng sẽ tơ hồng một duyên hai bóng. Duyên có người chỉ một xe đầu, có người vài lần thương đau, có người chẳng bao giờ đau. Sáng trưa chiều khi tuổi đời nặng gieo, vòng tay cũng xuôi theo. Công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy, sẽ đơn đành tiễn ai trong này. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Sóc Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và trong cái video clip của ngày hôm nay thì em lại phối ghép một cái bộ vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke trong tầm tiền bình dân các bác nhé, chỉ hơn chục triệu thôi, nhưng mà các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke vừa trưng bày trong cái căn phòng của gia đình nhà mình. Trước mắt các bác một cặp loa đến từ hãng Diatone, nó có cái model là DS503. Cặp này là đàn anh của 501 và đàn em của 505 các bác nhé. Loa thì có chiều cao tầm khoảng 70-72cm, chiều rộng khoảng 40 và chiều sâu đến 35cm, gồm một bát 32 màng carbon, gân vải đã được thay bằng gân mút, một con trung trung đo 18cm và một con chép đo 12cm. Loa thì có lỗ thở ở phía trước và hai tinh chỉnh cho hai giải mid và giải chép. Thùng loa thì được thiết kế một cái màu vân gỗ màu đậm, màu cherry các bác nhé, rất là đẹp luôn. Thùng loa thì vuông vắn. Cặp loa này thì về trong tình trạng zin nguyên bản và còn đẹp xuất sắc các bác nhé. Đây, phía đằng sau hậu loa đây, Diatone DS503. Công suất là 100W, trở kháng là 6 ohm. Tuy nhiên công suất đáp ứng đầu vào chỉ 30W. Điều đó nói lên điều gì ạ? Với một cái công suất của một con âm ly mỗi kênh giá 30W là có thể đáp ứng đánh được cặp loa Diatone DS503 này. Rất là đẹp các bác nhá. Loa thì được thiết kế là vế phải và vế trái đối xứng nhau, hai chiếc đẹp như nhau luôn. Một cái màu cherry rất là đẹp, gồng kiềng sáng quắc luôn, không tôm gì. Lỗ thở được thiết kế ở phía trước nên là rất tiện lợi cho các bác khi kê bày trong gia đình nhà mình. Đây là phía sau của cặp này, còn rất là đẹp luôn. Đít phẳng vuông đét luôn, không bể lở. Cặp loa này thì nặng đến 34 kg cho một chiếc này. Tổng thể là một cặp loa này nặng gần 70 kg. Hiện tại thì em đang phối ghép với một cái dòng Sansui 607XR công suất 230W, chạy 8 sò các bác nhé, đầy đủ cổng ăn chơi. Với những cặp loa như Diatone mà màng carbon như thế này hoặc là các đời khác thì các bác có thể ghép Sansui là hiệu quả. Với Sansui hoặc là đờn nông, các cái đời cao, đời mặt gương của Sansui hoặc là các cái đời mặt vòng tranh của đờn nông là cho ra tiếng rất là chi tiết và đầy âm sắc và rất là hay. Khi mà có một thêm một cái con vang nữa, ta có thể hát trong gia đình nhà mình rất là tốt luôn các bác nhé, vừa tiện nghe hay bài đẹp và có thể hát được. Sau đây thì em xin báo giá với cái cặp loa Diatone DS503 hoàn chỉnh đẹp xuất sắc như thế này, đầy đủ căng lưới tem mát, thì bên em đang giao lưu với các bác với giá 9,5 triệu đồng
chỉ 9,5 triệu đồng thôi là các bác có thể sở hữu cặp loa này rồi. Về phối ghép thì như em đã nói, với cái dòng âm ly từ khoảng 7 triệu đồng trở lên thì các bác có thể ghép như là 6-7 Intercap, 6-7 Alpha E hoặc là 6-7 XR, những cái đời đấy đều là công suất từ 230W đến 250W. Em đính chính chạy một chút về con âm ly Sansui 607 XR này, là công suất của nó là 250W các bác nhé, 250W đít tiêu thụ điện đấy, và chạy 8 sò mặt vàng chanh, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì con 607 XR công suất 250W thì bên em đang giao lưu với các bác với giá chỉ có 7 triệu đồng thôi. 7 triệu đồng các bác có thể mua cả bộ, các bác có thể mua lẻ từng sản phẩm và phối ghép với các cái dòng âm ly khác. Bên em còn rất nhiều các cái dòng âm ly khác, giá cũng với cái cặp loa này thì phối ghép thì các bác cứ chọn những cái dòng âm ly như em vừa nói, với cái giá từ 7 triệu đồng trở lên đến 10 triệu hoặc hơn 10 triệu thì có những con âm ly là rất là hay rồi. Shop em thì có địa chỉ tại số nhà 54 ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, và bao zin, bao xịn và bảo hành tất cả các sản phẩm mà của bên em bán ra 3 tháng các bác nhé. Tất cả giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào ở gần khu vực Hà Nội xin mời các bác qua shop em để trực tiếp nghe và test sản phẩm. Các bác ở xa thì bên em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Video của ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.